Em không bấm. Trời đất, cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao đây? Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buôn phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dạ, cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt chút hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán. Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không, lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua ba mối tình. Ba mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bà làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua ba mối tình. Ba mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng một năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh chuẩn bị đi học quân y trên thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chị xíu. Chờ nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chờ chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém hả? Chị xíu được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. Với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài. Sống với rất là nhiều người. Thì sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều khai nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với lại nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Tôi mình nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu gì. Hửi là... hửi là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa?
Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện, được chung thủy như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản, ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Mẹ thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt và. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ, là gia đình bạn gái. Chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý, anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ em cho anh ạ. Wow. Đặc sắc rồi. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn đã chiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? Dạ khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn? Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre thì em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À từng về hả? Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Ê, hỏi đằng kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi đâu có đi được. Về liền luôn à. Rồi giờ em có thể mời anh về Bình Tre nhỉ? Dạ nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, tụi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Thì em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà, có
có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó. Nắm tay cô gái nói. Chắc phải anh nắm tay em để cảm nhận được. Được không? À dạ được. Hai tay, bắt không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái. Hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo là mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào, em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Có thời gian. Em không bấm. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì về cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm giáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người Bà nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để người ta thương làm người ta tổn thương. Thôi. Chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi.
thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè, ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hay gần đứt, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ. Điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này nè cưng. Qua đây, đi luôn. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là, đứng vậy? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy... Thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn. Thôi, nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không có đồng điều... ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó. Tôi nóng thôi. Tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, thôi. Để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speak Couple nha. Đây, xin chào. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân, em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em á là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, bồ lăng bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em được là thôi. Dơ hơi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em á là em hay nóng tính. Em nóng tính á thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện á nó phật ý. Nhưng mà khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ suy nghĩ lại. Nếu mà em sai á thì em xin lỗi, mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em. Trời. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ta ào cái hồi mình phát hiện ra mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, chai mặt rồi chị, tới em xin lỗi luôn. À nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi mời bạn giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là nhây. Nhây là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Thế nên là đến khi anh cười thôi, còn anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là bao lâu? Dạ có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm
Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì, thí dụ ta người ta ào 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 xong xà bông lên chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cát Tường? Tức nghĩa là em gỡ đầu á chị. Ấy 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 đại loại nhỉ. À chắc ba đứng cái bấm lên và gãi gãi từng ngón vậy quá gọi đầu quá phải không em? Dạ dạ không à. Ta tắm hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất. Không ơi. Sao? Tắm lâu cũng sao hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Đâu hy vọng bạn hai bạn này dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu? Hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi có ai ai chọc trúng ổ ai trước coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ý là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á, dạ. Hơi nhiều á hen. À, em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men á anh, 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại 1 múi thôi. Vậy hả? Được đó. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Gà lăng. Dạ được à, dư là chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Tốt. Anh có không? Dạ không à. Ờ được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Nhiều không? Dạ không à. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời. Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh thích gì? Con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? Ờ đúng chất rồi. Chất là sáu. Nó ngông ngông á. Ờ hay là... khùng khùng điên điên á hả? Ờ gần giống vậy. Ôi trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không không. Ủa, anh không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không, tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây nhây vui á, còn mà em về em nhây 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 anh nhức đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ tức... lỡ đâu em vậy rồi sao? Phải chịu luôn chứ sao giờ. À, em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sống được à, đừng có tròn quá là được à. Còn mấy người ta nó múp mau múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi. Nhưng mà đừng hiền quá, phải giữ một tí. Cách tính một tí là tốt rồi. Ngoan là sao? Kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu. Kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ nói chung là em bất chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi. Rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra. Cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong một tắm đứng đợi hoài 15-20 phút anh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Nào đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ dữ nha. Thôi tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không? Qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được. Tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Okay không? Thấy ok không? Râu ria xồm xoàm. Nhưng mà không biết có dơ không. Đó. Nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Yên chí chị. Chắc là cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ em trên 1m7. Sao mình cũng tròn mình không thích người ta tròn. Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng năm ai ấy luôn là được nếu. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, trong xong rồi. Chị đúng như tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? À, sao không được chị? Đàn ông mà. Thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì cái trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi nhây. Em chào anh gái. Dạ. Ôi ơi, dễ thương quá. Ai không nói vậy trơn. Ai không nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh.
Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính đi bo, bụng xỉn hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không. Kỳ bo có không? Ừ, cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo làm gì? Em chỉ bảo bạn nhân viên làm thôi. Em không ra lệnh, em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung là anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. À, nếu như mà đồng ý thì em, ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền anh. Trời dễ thương quá. Anh chịu quá đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Thật. Có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ, tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả Cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý đi theo bữa giờ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh mình này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại. Chị thì lại thấy là rất là hợp với em. À, nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó. Thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn. Nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em à. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường à. Chào khán giả trường quay à. Anh Toàn là sếp của em à. Cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành à. Mình sếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Anh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Sếp em thiệt nha, không có định sếp. Nói đại đi, ông không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ. Ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn không em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi, cho cặp hài hước này gặp nhau đi. Tính ha. Cảm ơn lên. Đấy. Thời gian, không gian này là của em. Mời hai em. Cái gì vậy? Sao vậy? Không, em... Em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau 1-2 tháng mà mình muốn ấy kết hôn á. Kiểu vậy. Ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5-7 năm nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chất lắm, chất giống mình. Thì anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chó luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. Bớt nhiễu đi Cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không phải là càm ràm. Tức như là một cái vấn đề thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài kiểu vậy. Cái đó được. Mỗi ngày ngày đó anh nói hoài luôn kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên. Trời em cung lắm luôn á. Ok. Em bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Em cười cười, em đừng căng thẳng, anh gung lắm. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên, nặng lòng gia viên. Nếu không nói ra, làm sao biết. Anh thương em,
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Anh muốn quá chị. Tiếp tiếp đi, đang hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa. Hay. Anh thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Dân. Dạ em. Em biết hỏi gì hết trời. Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích, kéo màn là ấy ấy cơ, xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó, cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bài luôn. Đúng thiệt em không đúng giỡn. Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn chị. Có đúng đâu. Đó. Mạnh dạn lên em. Anh trai mạnh dạn lên. Đây, đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ủa nãy hung rồi luôn hả? Hung rồi. Có em qua quay qua lấy quà cái hung quay qua. Cặp này rất là hiện tại, anh thích như thế. Trời. Mình đừng có. Không, bây giờ cô này hung là anh coi. Cao quá chị quá rồi chết. Dễ thương. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Lilac. Và hy vọng là hai bạn sẽ sử dụng món quà này nè. Đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng à, có thể áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Hy vọng sử dụng nha.